Xin chào cả nhà nhé, em phục vụ các bác một con lọc khí Daikin, con này em gọi nó là siêu phẩm như mới các bác, siêu phẩm như mới nhé. Nhiều các bác bán thì các bác nhìn hình thức nó rất là trắng, nhưng mà cái đấy là các bác đánh bóng ổ trắng nhé. Còn con này của em đấy, em thì cũng rất ít khi quảng cáo sâu, nhưng mà nói luôn là con này là nguyên bản 100% các bác ơi, từ đầu đến đít luôn nhé. Con này nó dạng như là gọi là thoát khỏi cái sự vận chuyển từ bên Nhật về Việt Nam, gần như là không có vết xước gì luôn các bạn. Đây. Hàng siêu hiếm, gọi là phiên bản cực hiếm nhá. Nó vỏ nguyên bản như mới đấy các bạn, nó nguyên bản luôn nhá. Đời 2014 là ngang với Daikin vầng trăng luôn. Mới tinh. Con này bác nào mua được thì khỏi phải nghĩ luôn. Tất cả mọi thứ như mới các bạn. Mình rất là tạo ẩm thứ này. Nó đẹp đến mức mà nói thật bán rất là nhiều rồi, nhưng mà vẫn cứ phải khen. Đẹp đẹp. Không còn gì để mà chê luôn, vì nó quá mới, hình thức vỏ nó rất là trắng đẹp. Nhé. Mã số 10 các bạn nhé. Đẹp, không có gì để chê luôn. Vì trong một cái lô hàng bãi về thì thực sự để nó đẹp được thì cũng do là ăn may được cái lô nó có máy đẹp thôi. Còn nhiều lô còn em về nhập máy xấu, bán cũng gần như là không có lãi. Mới các bạn, rất đẹp nhỉ. Đấy. Thì mờ sáng choang, bóng loáng, sắp xi như mới cứng. Màng hệ pan thì mới nhé. Con này màng nó vẫn còn cái màng zin, nhưng em thấy nó không ok lắm em bỏ. Hết nước chấm luôn, cực đẹp. Nói chung là không có con đẹp thứ hai trong lô này. Đấy. Con này em bán là 2,6 triệu nhé. Giá 2,6 triệu quá, để riêng giá nhé. Chênh với các con khác 300, cũng chỉ ngang với các cái giá bình thường ngày xưa thôi. Không có gì phải nghĩ luôn về con máy này, mọi thứ nó là hoàn hảo tuyệt đối, xuất sắc tuyệt đối luôn. Các bác nào cảm phù hợp các bác lấy nhé, 2,6 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Chào các bác.